vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình đang chuẩn bị pha một độ bánh cuốn nha các bạn. Thì mình nghĩ bánh cuốn bánh ướt cũng vậy, nhưng mà chỉ khác nhau cái nhân thôi. Đây là công thức chuẩn của nhà mình nha, mình vừa làm ở nhà ăn mà vừa là kinh doanh luôn nha. Mình pha bộ bánh cuốn bằng bột Vĩnh Thuận nha. Bột này là nó cũng đã mix sẵn hết trơn rồi, nhưng mà theo công thức của nhà mình thì nó có một chút xíu thay đổi. Các bạn nhớ theo dõi chính xác để mà pha bột nha. Đây là một vịt bột nè. Hôm nay mình để người ta order bột rồi, mình làm 3 vịt. Em coi vịt bột Vĩnh Thuận một vịt như là bao nhiêu ao? 400 g. Một vịt bột như là 400 g nha các bạn. Các bạn phải chú ý theo dõi nha, cái khâu này rất là quan trọng nha. Bao nhiêu nước là lượng bột bao nhiêu, và theo công thức của nhà mình là có thể là thay đổi chút xíu nha các bạn. Tại bột Vĩnh Thuận này đã pha sẵn rồi. Ok, bột Vĩnh Thuận. Đây là cái gì nữa nè, này là gì? Bột Vĩnh Thuận á, nếu mà pha bột này với nước không á thì không bao giờ đổ ra được cái bánh. Đó, đây là phải có bột này. Đây là bột gì? Bột gạo tẻ. Bột gạo. Mà trong bịch này cái bột gạo tẻ nha các bạn. Một bịch á là bỏ vô thêm một nè. Lưng lưng nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 muỗng bột gạo tẻ hả? Còn cái một nước một bịch bột là mình pha 3 chén rưỡi nước này, tại vì mình đưa cái chén này cho mọi người có thể dùng được, còn nói cúp á thì có người nói là biết dùng cúp không biết dùng cúp, thành ra mình dùng 3 chén rưỡi nước này. Một hai chén rưỡi. Nói chung là một bịch bột là 3 chén rưỡi nước, thì 3 bịch bột các bạn có nhân lên nước lạnh nha các bạn. Đây là công thức chuẩn luôn của nhà mình, đã từng đổ bánh này như là để kinh doanh rồi nha các bạn. Thật ra mình chia sẻ cho các bạn là cái chính xác luôn đó. Nếu các bạn mà muốn mà làm ăn là thành công để mà bánh mà ngon thì bạn phải theo dõi tỉ mỉ, đừng bỏ qua cái chút xíu nào hết trơn nha. Rồi. Đó. Mà phải thêm vô một bịch đó là thì muối nè. Hai nè. Ba. Xong. 3 muỗng muối nha các bạn. 3 cái muỗng nhỏ. Đây bây giờ mình đánh bột cho nó đều lên.
Mình nhắc lại, trong đây là đã có 3 bịch bột rồi. Là mỗi bịch bột là 3 chén rưỡi nước cho một bịch. Là từ đó các bạn nhân lên nhau. Rồi thêm 3 muỗng cà phê muối vô nữa. Đó, bây giờ mình trộn cho đều lên. Với lại hồi nãy là mấy muỗng gạo tẻ quên rồi, bột gạo đó. 3 muỗng lưng. 3 muỗng lưng cái bột gạo nha các bạn. Cái muỗng ăn cơm của mình á. Đây là bột hồi tối mình đã ngâm sẵn nha các bạn. Bây giờ mình chắc cái nước nó ra nè. Thì các bạn nhớ nha, cái nước mình chắc bao nhiêu là mình giữ bao nhiêu nè. Đây mình bỏ cái ly mình lường nè. Đó, mình đổ bỏ cái nước này. Nhưng mà mình phải biết là mình bỏ đã bao nhiêu. Để một chút xíu mình đổ cái nước mới ra trở lại. Để mình thay nước cho nó nữa mà. Không cần biết mình làm bao nhiêu bịch bột, mình pha bao nhiêu lượng nước, nhưng mà mình chắc cái nước mình bỏ đi bao nhiêu. Đây là cái ca thứ hai nè, bỏ bỏ cái luôn nước này. Bỏ đi bao nhiêu thì mình phải bỏ vô mình bỏ lại bao nhiêu này. Đó thì giờ mình mới quậy cái bột này lên đều nè. Đó, mình quậy cho đều lên bạn thấy không. Bây giờ mình có bây giờ là mình đông nó vô bằng nước nóng nha các bạn. Nước sôi luôn á. Nãy mình bỏ ra ngoài 2 cốc rồi, bây giờ mình đổ vô lại 2 cốc và đổ bằng nước sôi luôn. Cái này nước mới bắt bắt sôi đó. 2 cấp luôn. Mình vừa đổ mình vừa quậy lên nhanh đều tại nó là nước sôi nha các bạn. Rồi. Quậy lên đều xong rồi. Để đây giờ đi xào nhân. Củ hành với lại củ sắn nấm mèo là mình sắc hột lựu rồi hết. Đây. Đây là một dĩa. Cái nguyên liệu là củ sắn nè, củ hành nè. Sắc củ hành hột lựu luôn. Hôm nay mình không có cân được liều lượng hoặc bao nhiêu nha các bạn, tại thịt cũng hơi nhiều á. Mình có hành tím thì mình bỏ hành tím cho nó ngon thơm nha các bạn, tại hành tây thì mình chỉ bỏ vô cho nó chi xì cái nhân, chứ hành tím thì nó thơm hơn. Bây giờ là mình chuẩn bị xào mấy nhân bánh cuốn nha các bạn. Giờ mình xào một cái bếp ga nha, bếp khè nha. Quảng cáo cái bếp này luôn. Bếp này là mình nấu nấu thì mới ít. Bếp này ở đây không có. Dạ, mình xài bếp này nè.
sẵn. Đây củ quả mình đã băm nhuyễn ra nha các bạn, bỏ vô mình thèo trước. Cái dầu cho nó thơm lên. Rất là nhiều nguyên liệu làm như bánh cuốn nha các bạn. Đây là một cái dĩa củ hành, củ sắn, rồi nấm mèo nè. Tại vì ở nhà ăn thì nó ít. Đây, đây là thịt xay. Xem mình chuẩn bị là mình là cái dưa nè. Đây. Cái gia vị để bỏ vô. Em bỏ cái này vô đi xào trước. Cho củ sắn với lại củ hành với nấm mèo mình xào. Xào kỹ cho nó rút nước bớt đó các bạn. Thôi chút xíu nữa mình có thịt vô là nó sẽ bị nó bị ướt. Thơm. Học này bao nhiêu thao? Nhìn cái tay mấy thao? 5 đồng một thao, cái này chắc nó hơi thao. Chỉ thịt xay này cho ai cũng dễ làm. Mình có khi mình mua thịt về mà thịt 15 phao bánh cuốn hôm nay người ta order nha các bạn. Cái này cũng này là bột ngọt của Mỹ nha các bạn. Ăn nó bột ngọt. Chicken powder. Cái này là bột súp gà nha, chicken powder. Hai muỗng dung đó. Trộn đều lên thôi. Wow, giờ rút lại nhìn hấp dẫn không? Wow. Cuối cùng bỏ tiêu. Tiêu vô cho nó thơm. Này, cái này tụi mày ăn chung với nước mắm chua ngọt thì cũng đến ngọt là cái nhân đậm đà quá lắm nha các bạn. Thơm chưa? Đây là cái nồi để cháo nước của mình nha. Nồi độc quyền luôn á.
nồi đây, và phải châm nước đầy vô đây nè. Tất cả là mình cho sâu mình trụng hết trước khi mình đổ nha. Đây cái nồi, cái nồi này nó bằng nhôm nha các bạn. Nồi này cũng là sản phẩm mình đem từ Việt Nam luôn, rồi giờ cái chị bạn chỉ mua giùm đó. Nhìn bắt bếp mình đựng sôi lên. Bột nè mình đã chuẩn bị sẵn hết nha các bạn. Còn là cái cây để chứ mình lấy bánh ra. Và có thêm một chén dầu. Mình trét lên cái, thứ nhất là trét lên cái dĩa cho đừng dính bánh, hay là nó tha cho cái cây đó cho đừng dính. Để còn nhân. Tất cả đã chuẩn bị xong, bây giờ chờ nước sôi lên nữa là mình tráng bánh thôi. Đây nồi nước đang chuẩn bị sôi. Đây bây giờ nước sôi rồi nha các bạn. Đó, nó sôi như vậy mới được nha. Nó nóng từ dưới nóng lên, bây giờ cái gần cản là nóng sẵn nhưng mà mình đổ bánh vô rất là ít. Bánh của mình ngon. Bạn thấy mình lấy cái bánh không? Nó mỏng mà nó mịn mà nó độ dai nó vừa phải thôi, nó không phải là quá dai. Bột nãy các bạn thấy không, đầy thao luôn. Bây giờ mình đổ hết bao nhiêu bao bánh nước rồi, giờ nó rút xuống bớt rồi. Mỗi lần mình đổ là mình sẽ nhớ quậy đều rồi nha các bạn. Chúng tôi bột không đều bánh không có ngon đâu. Wow, cái nồi nó càng nóng nó càng bánh ra càng hấp dẫn.
Đây là bánh ướt mình mới vừa đổ xong nha các bạn. Còn đây là bánh cuốn, là mình vô mấy cái khay nhựa về. Mình chuẩn bị giao cho mấy người ta order bữa nay nha các bạn. Một khay vậy là bao nhiêu phao em? Khay đó 4 phao, 2 phao ướt, 2 phao cuốn. Đó, ở đây là người ta đặt mình cứ mình chia từ khay khay vậy là mình giao cho người ta thôi. Dùng chuẩn bị giao nè. Đây. Hành phi. Hành phi phải ngập như vậy ăn mới ngon nha các bạn, bánh nó mới thơm được. Rồi trong cái nhân mình cũng đã xào rồi, nhưng mà cái này mình bỏ lên cho nó, mình giao cho ta nhìn nó hấp dẫn chút. Bánh nước mình cũng bỏ miếng luôn. Bánh nước này ăn chay, người ta không muốn ăn hành. Ồ, người ta muốn hành ăn chay hả? Đây nè, mình cân cho các bạn xem nè, mình có cái cân để mà cân luôn. Đó, 4 phao mấy, 4 phao mình, 4 phao, đó. Đó, bỏ lên. Cái này cũng 4 phao luôn. 4 phao mà lúc nào cũng hơn hết. Đây là 2 phao. 2 phao rưỡi. 2 phao rưỡi, người ta order cái này cho ăn chay nên ta không ăn hành phi. Đây là nước mắm chua ngọt mình làm sẵn nha các bạn. Nhà mình đã bán bánh ướt là cho nước mắm phi nước mắm nha. Tùy theo số lượng bánh cuốn với bánh ướt mình tạo đầu mình cho nước mắm nha các bạn. Chứ không phải là lúc nào cũng phủ đầy này nha, phủ đầy nhiều lắm á. Không biết mình nào nước mắm có ngon không, mình đa số ta xin nước mắm nhiều không các bạn. Ăn hấp uống luôn cho mình. Đó. Đó. 4 phao bánh cuốn là một bao nhiêu đây nước mắm á. Cái này là hơi nhiều, nên ta xin thêm á cho thử ăn không có nhiều dữ nha các bạn. Vừa ăn vừa hấp vừa uống, uống xong hủ nước mắm này là uống thêm 3 chén suối nữa. Rồi giờ lấy bịch. Đó, mình giao cho người ta là như vậy nha các bạn. Lấy bịch cột vào đàng hoàng. Các bạn xem thấy hấp dẫn không? Nếu các bạn xem thấy hấp dẫn thì nhớ cho mình xin một like nha các bạn. Và share video này cho nhiều người cùng xem. Nếu có gì thắc mắc thì để lại dưới bình luận mình sẽ trả lời nha các bạn. Và đừng quên cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Để cho mình có thêm nhiều động lực để làm nhiều video hay và hấp dẫn cho các bạn cùng xem nha. Này mới một người nè, còn hồi nữa còn 8 phao bánh cuốn nữa. Mình rất là còn rất là nhiều món ăn nhưng mà mình không có thời gian để làm nha các bạn. Tại bà xã mình đi làm cuối tuần mới nghỉ, rồi mỗi ngày mà lại ngày thường mình cũng đi làm nữa, đâm ra không có thời gian làm. Ăn chay thành ra không có bỏ hành phi. Các bạn mà xem kênh của mình thường thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và xem video nhớ để lại bình luận cho mình biết là có những thiếu sót gì mình sẽ khắc phục nha các bạn. Các bạn nào muốn kỹ nữa thì để số điện thoại đó, có gì gọi mình chỉ cho. Dạ, có nếu các bạn có những thắc mắc gì đó về vấn đề mà pha bột hay là cái gì đó thì để lại với bình luận mình sẽ trả lời, có để số điện thoại mình để dưới cái đường link đó. Đây, nước mắm rồi mình cũng định người ta lại lấy chứ mình không có nên đi giao nha các bạn, trừ khi số lượng nhiều mà mới đi giao thôi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau nha. Bye.